Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo Sở Công Thương 21 tỉnh, thành phía Nam. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện hoạt động cung cấp điện trong năm 2022, các tháng đầu năm 2023 và đề xuất kế hoạch triển khai công tác giai đoạn năm 2024 đến năm 2025. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc EVN-SPC, cho biết từ đầu nay đến nay, EVN-SPC đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân tại 21 tỉnh, thành phía Nam. Hội nghị lần này, EVN-SPC rất mong muốn các đơn vị cơ sở có những thông tin mới cập nhật kịp thời để các bên có sự phối hợp tốt hơn, nhịp nhàng trong quá trình quản lý điều hành của ngành điện. Theo ông Đoàn Đức Hưng, Phó Tổng Giám đốc EVN-SPC, nhờ sự phối hợp giữa các địa phương, đơn vị nên ngành điện cung cấp điện ổn định. Nhiều lĩnh vực công tác về đầu tư xây dựng, công tác quy hoạch phát triển lưới điện, thực hiện chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn năm 2023 đến năm 2025 và các năm tiếp theo, đang được triển khai thuận lợi. Ông Lưu Văn Phi, Giám đốc Sở Công Thương Tiền Giang, phát biểu ý kiến tại hội nghị và đánh giá cao nỗ lực của ngành điện, đồng thời cho biết sẽ luôn tích cực hợp tác, hỗ trợ các đơn vị điện lực để thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác đầu tư xây dựng và cung cấp điện. Trước các kiến nghị về công tác đầu tư xây dựng, ông Nguyễn Phước Đức cho biết EVN-SPC đã có những giải pháp cụ thể và mong rằng sự hợp tác sẽ giúp đảm bảo cung cấp điện ổn định trong tương lai. Đại biểu dự hội nghị công tác phối hợp giữa EVN-SPC với các sở công thương trong hoạt động cung cấp điện. Đối với ngành công thương, ông Đức cho rằng, tất cả các công trình liên quan đến điện trước khi thực hiện đều phải trình qua sở công thương để có sự gắn kết giữa ngành với địa phương. Trong đó, ngành công thương sẽ nắm rõ được cơ cấu, phân bổ của mỗi công trình trong mục đích sử dụng nguồn điện tại địa phương. Sở Công Thương cũng là đầu mối tham mưu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị chính phủ tiếp tục quan tâm, dành nguồn ngân sách cho các công trình thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn năm 2015 đến năm 2020, dự án 2081, nhằm xóa câu đuôi, câu phụ. Liên quan đến lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số về ngày cuối tháng, các công ty điện lực thuộc EVN-SPC đang triển khai khẩn trương để tuân thủ đúng pháp luật, tăng sự minh bạch trong việc hạch toán chi phí và nghĩa vụ thuế với nhà nước theo quy định. Sự thay đổi này vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng, giúp khách hàng dễ dàng giám sát, kiểm soát chỉ số, mức tiêu thụ điện theo ngày và số ngày của từng tháng, dễ nhớ ngày trả tiền điện hàng tháng. EVN-SPC mong muốn ngành công thương tiếp tục hỗ trợ việc triển khai, góp phần đạt mục tiêu chuyển đổi số theo lộ trình đề ra. Lãnh đạo EVN-SPC và lãnh đạo các sở công thương chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.